Khai thị thất A Di Đà. Ở cõi ta bà, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Chúng sanh ở địa ngục thì thích khổ, ghét sướng. Ngạ quỷ thì thích sân hận, ghét từ bi. Loài súc sanh thì vì thích ngu si, ghét trí huệ, nên mới đọa làm súc sanh. Tuy con người thích vui sướng, ghét khổ não, song lại không biết làm sao để chẳng có khổ não. Ở cõi trời, ai cũng thích sướng, ghét khổ. Trong lúc đó, đối với chư Phật và Bồ Tát, thì cảnh giới của các ngài không có khổ não hay vui sướng. Các ngài quên bẵng cả hai trạng thái khổ, vui. Đa số chúng sanh đều điên đảo, nhận đúng là sai, lấy sai làm đúng, đem đen làm trắng, thấy trắng cho là đen. Rốt ráo thì chúng sanh có biết chăng mình đang điên đảo? Biết chứ. Tuy biết nhưng vẫn cứ làm chuyện sai trái, hiểu rõ là việc phi lý, thế mà cứ chuyên môn làm bậy, biết đâu là việc đúng đắn nhưng lại không chịu làm. Ví dụ như có kẻ lúc niệm Phật thì lại đi uống trà. Uống trà cũng có quy định thời gian, chẳng phải tùy tiện uống lúc nào, nơi nào cũng được. Dùng thời giờ niệm Phật để uống trà là biếng nhác. Niệm Phật mệt quá rồi, đi uống một ly trà, nghỉ xả hơi một chốc, đó là làm biếng. Nếu thật lòng niệm Phật, sao còn nghĩ tới chuyện uống trà? Quý vị hẳn đã sớm quên phức việc uống trà rồi, càng không cần đề cập tới chuyện uống sữa, bởi vì chuyện gì cũng phải quên bẵng hết rồi. Người chân chánh niệm Phật thì ngay cả việc ăn cơm còn không biết, hà huống là chuyện uống trà. Có người nói, niệm Phật thế thì nguy hiểm quá, bởi vì là mình quên cả chuyện ăn cơm rồi hay chưa nữa. Song chính đây mới là công phu của những người chân chính dụng công. Ăn hay chưa ăn, họ không biết đến. Áo mặc hay chưa mặc, họ cũng chẳng nhớ. Nghĩ hay chẳng nghĩ, họ nào hay. Quên bẵng mọi sự. Ban ngày ư, không biết. Ban đêm ư, không biết. Trên không thấy có trời, dưới chẳng thấy có đất, ở giữa chẳng biết có người, mọi thứ đều không. Khi vạn sự đều không, thì làm sao còn nhớ nghĩ tới việc uống trà, uống sữa? Chùa Kim Sơn có một thầy chẳng dám uống sữa, bởi vì sau khi uống sữa thì lòng dâm dục nổi lên, không sao kềm chế được, do đó thầy chẳng uống sữa. Chúng ta ăn uống là để duy trì sinh mạng, lấy thực vật làm thuốc men, không ăn thì chết đói, nên ăn để duy trì sự sống, chứ chẳng phải chúng ta cần ăn các thức bổ dưỡng để nuôi thân. Khi thức ăn quá bổ béo thì rắc rối lắm đấy. Người tu pháp môn niệm Phật phải nhớ lúc nào cũng chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không được ngừng nghỉ. Lúc thức niệm, ngủ cũng niệm, phải niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, sao cho chẳng thứ gì có thể làm gián đoạn, dù dùng kiếm cũng chẳng chặt đứt được. Sức mạnh của niệm Phật phải kiên cố, vượt hẳn sự cứng rắn của kim cương. Khi quý vị không thể dùng cách gì để phá hoại được tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc ấy mới gọi là niệm Phật tam muội. Chẳng những niệm Phật như vậy mà tụng kinh và trì chú cũng vậy. Khi ở trạng thái này, dù muốn khởi vọng tưởng, quý vị cũng chẳng thể khởi đặng. Tu hành là việc không dễ đâu. Quý vị hãy xem thầy Hằng Thực, vì sao thầy không uống sữa? Bởi vì thầy biết sự lợi hại của sữa. Hễ thầy uống sữa bò, thì tánh bò lập tức nổi dậy. Khi tánh bò, tức lòng dâm dục nổi dậy, thì còn dữ dằn hơn cả cọp nữa. Thông thường, hễ thân thể chẳng thiếu dinh dưỡng, thì không cần ăn đồ bổ dưỡng. Ăn đồ bổ rồi thì sinh đủ thứ rắc rối. Do đó, quá dư thì cũng như thiếu hụt,
thái quá và bất cập đều không tốt cả. Chúng sanh ở cõi ta bà này, mỗi cử động, mỗi hành vi đều là tham, là sân, là si. Tu pháp thế gian, chúng sanh dùng tham, sân, si để tu. Khi tu pháp xuất thế gian, họ cũng dùng lòng tham, sân, si để tu. Thành thử, khi tu, họ cứ tham trước khai ngộ. Ngồi thiền mới 2 ngày rưỡi mà đã muốn khai ngộ. Tu hành chưa tới 3 ngày đã đòi có thần thông. Niệm Phật chưa được mấy bữa cũng đòi đắc niệm Phật tam muội. Quý vị xem, lòng tham của họ to lớn đến thế. Đó toàn là biểu hiện của loài quỷ tham lam. Chúng ta phải xem việc tu hành như là bổn phận của mình. Không cần phải tham lam. Lâu dần công đức sẽ viên mãn. Quả bồ đề cũng tự nhiên thành tựu. Đáng lẽ việc tu hành đã thành công rồi. Nhưng chỉ vì quý vị tham nhiều nên sốc cuộc chẳng tiêu hóa nổi. Như ăn cơm phải nhai từng miếng một. Nếu một lúc mà dồn cả bát cơm vào miệng, đầy cả mồm thì làm sao ăn? Muốn ăn cũng nhai không đặn, nuốt cũng nuốt không trôi. Việc ăn uống là một thí dụ hết sức đơn giản, nên có câu tham nhiều thì nhai không được. Khi tu hành, phải tu mà như chẳng có tu gì cả. Đừng sinh lòng tham lam, cũng đừng tính toán mình sẽ thế nào, sẽ có gì. Quý vị muốn khai ngộ, muốn đắc thần thông, song làm sao quý vị đạt kết quả mau chóng như vậy được? Khi gieo hạt giống xuống đất, phải chờ thời gian để nó từ từ mọc cao lên. Rồi khi đủ giờ đủ ngày thì nó sẽ chín mùi. Cổ nhân dạy, mài thỏi sắt thành kim, công đủ tự nhiên thành. Quý vị chớ sợ phí công, khi đủ thời gian rồi thì tự nhiên cục sắt cũng bị mài thành kim. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Việc tu hành cốt yếu ở chỗ trừ sạch thói hư tật xấu. Thế nào là thói hư tật xấu? Thích uống trà là một tật xấu. Thích uống sữa là một tật xấu. Thích khởi vọng tưởng lăng xăng cũng là tật xấu. Nếu quý vị tham tiện nghi thì dụng công không được cảm ứng. Khi dụng công, quý vị chớ sợ khổ, sợ khó khăn, sợ mệt nhọc thì tu mới thành. Ở đây tôi phải xin lỗi quý vị, bởi vì tôi thích nói đùa. Do đó quý vị nào mập mạp sau khi nghe tôi giảng, xin đừng ăn kiêng cho tiêu mỡ, bớt mập. Nếu không, e quý vị sẽ đầu thượng an đầu, nghĩa là làm những việc vô ích rồi tạo cho mình đủ thứ phiền não. Hiện nay toàn thế giới đâu đâu cũng tràn ngập thiên tai nhân họa, nơi nơi đều trở nên hắc ám, không có ánh sáng, chứng tỏ rằng sinh mạng của nhân loại đang bị đe dọa trầm trọng. Cái không khí giết người ấy thật quả xưa nay chưa từng có. Quý vị đã biết về bom nguyên tử, bom khinh khí, vũ khí hạt nhân, và giờ đây còn có thêm tia laser nữa. Những thứ vũ khí ấy một khi được sử dụng thì toàn nhân loại chắc sẽ diệt vong. Vì thế hiện nay toàn cầu đều bị bao phủ bởi ám khí, và ác nghiệp đen tối cũng bao phủ khắp nơi. Cách duy nhất để diệt trừ tai họa ấy là chúng ta phải nương theo Phật Pháp mà tu hành. Ở đâu có người chân chính tu hành, ở đó tai nạn sẽ giảm bớt. Nếu nhiều người cùng nhau kết hợp tu hành, thì sức mạnh tập thể sẽ tiêu trừ được tai nạn. Hóa giải được độc khí tàn khốc ấy thành không khí hòa bình kiết tường. Muốn được vậy, mọi người cần phải thật sự tu trì, chân chính hành đạo đúng theo Phật Pháp. Quý vị hãy thành tâm niệm Phật. Khi niệm Phật một tiếng, trong hư không sẽ có một ánh hào quang xuất hiện. Nếu quý vị chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì ánh hào quang ấy sẽ chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, và có thể hóa giải mọi thứ ô nhiễm, bạo hành, tai họa, khiến cho bầu không khí trong khỏi tam thiên đại thiên thế giới trở nên tốt lành. Vạn Phật Thánh Thành là một nơi quang minh trên thế giới, phóng quang biến chiếu khắp hoàng chủ. Nếu như quý vị ở Vạn Phật Thánh Thành mà khởi vọng tưởng thì quý vị vẫn có công đức, mà lại còn lớn hơn công đức
to tát nhất mà quý vị có thể có được ở thế giới bên ngoài. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì những người ở vạn Phật Thánh Thành, ai ai cũng đều hướng thiện, nên dù họ có vọng tưởng thì đa số cũng là vọng tưởng tốt, rất ít khi họ nghĩ đến điều ác độc. Do đó, quý vị có thể nói rằng vạn Phật Thánh Thành là mặt trời và mặt trăng của thế giới, soi chiếu khắp nơi khiến toàn thể chúng sanh được thanh tịnh, mát mẻ. Những người cư trú ở vạn Phật Thánh Thành đều trồng nhiều căn lành từ thuở xa xưa. Họ đã từng phát nguyện cải thiện thế giới, khiến mọi tai nạn đều tiêu trừ. Do đó, quý vị trú ở vạn Phật Thánh Thành phải hướng vào đường chánh mà tu. Ngay trong mỗi hành động, mỗi lời nói, quý vị trở nên ai chua với kẻ xấu, kẻ tầm thường. Người cư ngụ ở vạn Phật Thánh Thành đều là người tốt, đàng hoàng. Những người tánh tình hung dữ, ác tâm, chẳng sớm thì muộn đều không thể ở được và sẽ tự ý rời chùa. Vạn Phật Thánh Thành từ dưới đất trồi lên ở Tây Phương là nơi mà tương lai tín đồ Phật giáo toàn cầu sẽ quy tụ cùng nhau tu hành và nghiên cứu Phật Pháp, làm cho đạo Phật càng phát triển rực rỡ. Hễ ai có thể xuất gia tu đạo ở vạn Phật Thánh Thành thì tương lai nhất định sẽ thành Phật. Vì sao? Vì rằng, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, ai ở lâu đài cạnh hồ nước thì sẽ thấy bóng mặt trăng trước. Nếu quý vị tới vạn Phật Thánh Thành sớm thì sớm thành Phật, kẻ tới sau thì chậm thành Phật hơn. Có nhiều người tới vạn Phật Thánh Thành nhưng cảm thấy không thể ở được, bởi vì họ thấy ở đây chẳng có hoạt động gì mấy, luật lệ quá cứng rắn, là chẳng có dịp vui thú. Song quý vị phải biết rằng, chỉ hướng ngoại tìm thú vui thì quý vị sẽ đánh mất niềm vui chân chính. Ở đời, hễ tìm cầu thứ giả dối thì sẽ đánh mất cái chân thật. Muốn tìm thứ chân thật, trước tiên phải buông bỏ cái giả dối hư ngụy đi. Chẳng thể nào vừa muốn tu đạo xuất thế lại vừa ôm chặt pháp thế gian thường tình. Cũng như bước lên hai chiếc thuyền cùng một lúc, vừa muốn lên Giang Bắc lại vừa muốn xuống Giang Nam, đó là chuyện không thực hiện được. Trong thất niệm Phật này, quý vị cần phải nhất môn thâm nhập, chuyên tâm vào một pháp môn. Chỉ dựa vào lòng chân thật, lòng thành khẩn, cung kính mà tu pháp niệm Phật, chớ để uổng phí thời gian dù chỉ một phút thôi. Quý vị nên biết, một chút thời gian là một chút sinh mạng. Nếu không dụng công, mình sẽ tăng gia tội nghiệp. Chân thật dụng công thì tăng trưởng thiện căn. Bởi vậy, quý vị hãy thành tâm, thiết tha niệm Phật thì mới không phí thời giờ, mà đời quý vị mới thật có giá trị. Giảng chào mùa đông 1979 tại vạn Phật Thánh Thành. Quy củ thiền thất. Năm 1959, Tổng hội Phật giáo Pháp giới được thành lập. Tiền thân của hội là Tổng hội Phật giáo Trung Mỹ. Từ ngày thành lập đến nay, mỗi năm hội đều tổ chức nhiều khóa Phật thất và thiền thất. Song những thất ấy đều được tiến hành trong im lặng nên rất ít người biết là tại chùa Kim Sơn có đã Phật thất hay thiền thất. Đó cũng là vì chúng ta không quảng cáo tuyên truyền, cũng không phan duyên mà chỉ chân thật tu hành thôi. Nếu ai biết có đã thiền thất, muốn tới tham gia thì vẫn được hoan nghênh. Song chúng ta tuyệt đối không cầu cạnh hay kêu gọi người khác giúp đỡ. Nói rằng chùa Kim Sơn đang đã thất, có mấy vị vô tâm đạo nhân tu ở đấy. Quý vị hãy tới đó cúng dường thì công đức sẽ nhiều vô lượng. Từ xưa tới nay chúng ta không hề rêu rao tự quảng cáo như thế. Ở Trung Quốc, mỗi khi có thiền thất, tiền cúng dường của thí chủ có thể đủ trang trải chi phí cho cả năm, đôi lúc còn dư là đằng khác. Lúc đã thất, rất nhiều vị cư sĩ phát tâm cúng dường để kết thiện duyên và cung cấp cho chùa nhiều phẩm vật như gạo, mì, dầu, tương, thực phẩm khô, vân vân. Tại Mỹ,
Phật giáo đang còn phôi thai nên phải chuyển hóa những sai lầm của quá khứ để hướng tới chỗ hoàn mỹ. Có câu, bắt đầu tốt đẹp tức là đã thành công được một nửa. Chúng ta không dùng thủ đoạn để được cúng dường. Nếu chúng ta dùng những thủ đoạn và phương pháp như ở Trung Quốc, có lẽ chúng ta đã thành công hơn. Vì sao chúng ta không cầu xin cúng dường? Bởi vì chúng ta trước hết cần phải thành thật tu hành và thuận theo sự sắp đặt của chư Phật, Bồ Tát. Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần thấy chúng ta dụng công tu đạo, tự nhiên sẽ khiến cho có cảm ứng. Nếu chúng ta không chân thật tu hành, thì dù có người đến cúng dường, chúng ta phải vô cùng hổ thẹn. Bởi vì, tam tâm bất liễu thủy nan tiêu, ngũ quán nhược minh kim diệu hóa. Ba tâm chưa dứt, nước khó tiêu, năm quán nếu rõ, vàng cũng hóa. Nếu chúng ta chưa đoạn ba tâm, tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, thì dù thí chủ cúng dường một ly nước, chúng ta uống cũng không tiêu hóa được. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý của năm điều quán tưởng, thì dù ăn vàng, ăn sắc cũng tiêu hóa dễ dàng. Thế nào là năm quán? 1. Hãy xét công lao nhiều ít đã tạo ra bát cơm này. 2. Hãy suy nghĩ xem đức hạnh của mình hoàn hảo hay khiếm khuyết mà nhận đồ cúng dường. 3. Hãy ngăn ngừa tâm mình, khiến xa lìa lỗi lầm, mà tham, sân, si là gốc. 4. Hãy coi thức ăn là vị thuốc, dùng nó để trị thân khô gầy. 5. Vì để tu thành đạo nghiệp, do đó mình mới thọ thực. Đêm nay là bắt đầu thiền thất. Thiền thất ở chùa Kim Sơn chúng ta và thiền thất ở các tùng lâm bên Trung Quốc khác nhau lắm. Họ đã thiền thất thì cũng chính là đã thực thất, bởi vì đêm nào họ cũng ăn bánh bao. Ngay cả chùa Kim Sơn ở Trấn Giang và chùa Cao Mân ở Dương Châu cũng không ra ngoài lệ ấy. Rất nhiều thiền sinh chuyên môn tới những chùa có ăn bánh bao tối để dự thiền thất. Chỗ nào có bánh bao ngon là họ tới tham gia. Họ không lựa chọn phẩm chất của khóa thiền, mà chỉ chọn bánh bao to hay nhỏ, ngon hay dở. Do đó, một số chùa nổi tiếng là do có bánh bao to, ngon, thơm tho. Tôi nói vậy chẳng có ý quỷ bán người xuất gia không chịu buông bỏ chuyện ăn uống, mà chính vì thực tế có chuyện như vậy. Chùa Kim Sơn ở đây không có tục lệ ăn bánh bao, dù là một miếng nhỏ ăn lót dạ cũng không có. Ở Trung Quốc, trong khóa thiền có rất nhiều cư sĩ đến cúng dường thiền sinh. Sau một giờ ngồi thiền là có cư sĩ tới cúng dường 4 trái long nhãn. Sau giờ thiền kế tiếp, lại có người khác tới cúng dường 2 cái kẹo đậu phụng hoặc miếng bánh. Nói tóm lại, cứ sau mỗi giờ thiền đều có người tới cúng dường, khiến những vị vô tâm đạo nhân nảy lòng tham lam, ăn no phình bụng, chẳng thể tĩnh tọa được nữa. Ở chùa này, những việc ấy sẽ không có, vì đó là sự khác biệt. Mỗi sáng, từ 2 giờ rưỡi là bắt đầu tĩnh tọa, rồi kinh hành, liên tục tới 12 giờ khuya mới được nghỉ ngơi. Phải tu khổ hạnh, khổ luyện, phải làm chuyện chẳng ai làm đặng. Xong, nếu chẳng đem 2 chữ sinh tử treo trên lông mày, mà ngược lại, cứ cho rằng ngủ không đủ, rồi ngồi đó mà nhập tam muội ngủ kỳ. Nếu quả như vậy, thì vĩnh viễn sẽ chẳng thành tựu được. Phải chẳng màng cái chết, quên đi mạng sống mà đã thất. Phải chân thật dụng công đã thất. Phải gặt hái được kết quả mình phải đạt tới thì mới có thọ dụng. Chớ nên tùy sống đưa đẩy, ai làm gì thì làm theo. Thấy ai ngồi, ngồi theo. Thấy ai ngủ, ngủ theo. Như vậy là không được, chỉ lãng phí thời giờ, chẳng có ích gì cho chính mình cả. Xưa kia, tôi từng tham gia đã thiền thất ở nhiều nơi. Ở đâu tôi cũng không bị vị giám hương đánh cả. Giám hương là người đi tuần, coi ai ngủ gục lúc ngồi thiền thì dùng gậy đánh cho thức tỉnh. Vì sao? Bởi vì tôi không ngủ gật. Ban ngày ngồi ở thiền đường, ban đêm cũng ngồi ở thiền đường,
Cả ngày 24 giờ đồng hồ, tôi đều ngồi ở thiền đường. Chẳng biết nghỉ ngơi là gì, ngủ ngáy là chi cả. Dù là một giây, tôi cũng chẳng lãng phí. Lúc nào cũng dụng công phu mình phải dụng, lúc nào cũng đề khởi công phu của mình. Quý vị ở đây đều là những người có thiện căn sâu dày, thông minh, có trí huệ. Quý vị phải coi việc tu hành này thật quan trọng, chớ nên làm cho có lệ. Trong kỳ thiền thất này, nhất định phải có người khai ngộ. Nếu không có ai khai ngộ, thì sau khi thiền thất kết thúc, quý vị mỗi người phải chịu đòn 100 gậy. Quý vị cảm thấy có thể chịu nổi 100 gậy thì chẳng cần khai ngộ. Nếu không chịu nổi thì phải ráng khai ngộ. Nếu ai sợ bị ăn đòn thì bây giờ, lúc chưa bắt đầu thiền thất, có thể thối lui. Một khi đã tham gia thì phải tham gia từ đầu tới cuối, không được thối lui nửa đường. Theo quy ước của thiền đường, quý vị đã cáo biệt việc sống chết rồi. Nếu có ai chết thì chỉ có cách dứt xác xuống dưới thiền sàn, không được phép khiêng ra ngoài. Huống hồ là không có ai chết thì mình không được nửa đường rút lui. Ngay đây, quý vị phải vạch ra ranh giới giữa sống và chết. Nếu không sống tức là chết, nếu không chết tức là sống. Xả bất liễu tử, hoán bất liễu sinh. Xả bất liễu giả, thành bất liễu chân. Nghĩa là dứt không đặng cái chết, đổi không đặng cái sống. Bỏ không đặng cái giả, thành không đặng cái thật. Đó là ngưỡng cửa của chùa Kim Sơn. Do đó, thiền thất năm nay, quý vị cần phải vô cùng nỗ lực. Bất kể ra sao đi nữa, quý vị phải nhận rõ bản lai diện mục của mình. Nếu không nhận thức được bản lai diện mục, thì không ai được tính chuyện trốn khỏi cửa lớn của chùa Kim Sơn. Nếu quý vị trốn đi, quý vị sẽ bị ở tù. Đại khái đó là quy luật của thiền thất năm nay. Hy vọng quý vị sẽ tuân theo. Giảng ngày 6 tháng Giêng năm 1974 tại chùa Kim Sơn, San Francisco.